Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Tứ hợp viện Từ Động phòng đêm đoạn hồ tần hoài như một khi xuyên qua đến tình mãn tứ hợp viện, dịp dạ tại thế giới này thân phận nhưng là một cái bệnh tâm thần. Tứ hợp viện mọi người lấy trêu đùa tiền thân làm vui vẻ. Nhưng tất cả đã hoàn toàn thay đổi sau khi dịp dạ đến. Cổ chính hút và tần hoài như động phòng. Xin lỗi, tôi chỉ đi nhầm phòng thôi đối tượng của hứa đại mậu và lâu hiểu Nga. Xin lỗi, tôi chỉ ăn ngay nói thật. Mọi người oán niệm dịp dạ rất sâu. Dịp dạ. Nhìn cái gì mà nhìn? Có tin ông nội gọt ngươi hay không? Cổ chính hút, hứa đại mậu. Dịp dạ, chúng ta sai rồi. Dịp dạ. Ai, cháu ngoan. Việc này làm không phúc hậu. Tối nay ta đi tìm vợ các ngươi lý luận. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Chương 1 Xuyên qua Tần Hoài Như đang kết hôn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Kyoto Mùa đông năm 2 Gần cuối năm Trong một tứ hợp viện, tiếng người ồn ào. Mới sáng sớm làm ầm ý cái gì? Dịp dạ lầm bầm tỉnh lại, trong nháy mắt đại lượng ký ức tràn vào trong đầu hắn chết tiệt xuyên qua rồi ta cư nhiên còn là người điên tốn một chút thời gian cuối cùng cũng làm rõ ký ức hai mươi năm hắn cư nhiên xuyên qua đến tình mãn tứ hợp viện thế giới trở thành một hộ gia đình trong tứ hợp viện nhưng đáng tiếc chính là nguyên thân này lại là một vị cô nhi phụ thân vốn là một vị phó giám đốc xưởng cán thép hồng tinh làm người thanh liêm nhưng trong một lần sửa chữa hư hỏng thiết bị, xảy ra tai họa lớn, hai tay bị thiết bị đập vỡ. Bởi vì bỏ lỡ thời kỳ cứu chữa tốt nhất, mất máu tử vong. Mà mẫu thân của hắn cũng bởi vậy mà thương tâm quá độ, theo bước chân phụ thân rời đi. Hiện tại trong nhà cũng chỉ còn lại có một mình Diệp Dạ. Mà nguyên thân cũng bởi vậy bị đả kích lớn, không biết vì nguyên nhân gì trở thành một người điên. Người trong sân đều thường xuyên ức hiếp hắn nhưng cũng may cha cô bình thường tiết kiệm hơn nữa mẹ từng là người của ủy ban nhân dân trong hậu viện của tứ hợp viện cũng có ba gian phòng tiền tiết kiệm trong nhà cũng có trên bốn con số cho nên cho dù nguyên thân là một người điên hành vi quái dị nhưng cuộc sống cũng coi như trôi qua trong sân không có mấy người tốt nếu dựa theo tình huống trong phim nguyên thân này phỏng chừng không bao lâu nữa tài sản trong nhà sẽ bị những người trong tứ hợp viện này xâm chiếm có lẽ đây cũng là nguyên nhân nguyên thân không xuất hiện trong kịch bản hiện tại bên ngoài ồn ào là bởi vì hôm nay là ngày cổ chính hút đi lấy vợ nghĩ vậy dịp già dạ vẻ mặt quái dị người vợ này hẳn là tần hoài như cũng không biết tần hoài như bây giờ trông như thế nào dịp già dạ tiện tay mặc áo bông bên cửa sổ đi ra khỏi phòng nhà anh ấy sống ở sân sau có lẽ bởi vì cổ chính hút kết hôn mọi người đều đến trung viện không ai chú ý tới hắn. Khắp nơi đánh giá cảnh tượng tứ hợp viện, ngược lại cảm thấy có chút ngạc nhiên. Đây đều là cảnh tượng mà 90 tuổi hắn chưa từng thấy. Đi tới trung viện. Lúc này trong sân đã bày bàn. Trong viện còn có mấy cái bếp lò. Diệp già liếc mắt một cái liền thấy hà vũ trụ làm đầu bếp bận rộn ở đó. Hứa đại mậu mặt ngựa đang đứng ở góc đường cường. Vẻ mặt hắn hâm mộ nhìn chầm chầm cổ chính hút trong đám người đột nhiên ánh mắt hắn sáng ngời, nhìn thấy Diệp Dạ. Diệp Phong Tử. Qua bên này. Hứa đại mậu hô. Diệp Dạ nhíu mày. Nguyên thân là người điên, nhưng hắn không phải. Trong lòng hắn khẽ động, đi về phía hứa đại mậu. Làm gì vậy? Diệp dạ hỏi, đồng thời một cái tác đập mạnh vào trên vai hứa đại mậu. Lần này cũng không nhẹ. Hứa đại mậu đau đến nghiến răng nếu không là nghĩ đến đợi lát nữa kế hoạch cần cái này người điên tới đương cây súng kia hắn đã sớm một cái tác hô đến cái này người điên trên mặt diệp phong tử có chuyện tốt tặng cho anh anh có làm không hứa đại mậu vẽ mặt thần bí nói ba diệp già dạ tác thẳng vào mặt hứa đại mậu ngươi nói ai điên đây có tin ta đánh ngươi hay không muốn gọi tên ta có biết hay không diệp dạ cau mày nói nhìn bộ dáng cố nén tức giận của hắn hứa đại mậu khóc không ra nước mắt cái gì gọi là tin hay không ngươi đánh ta cái tác này đều hô đến trên mặt hắn còn có thể không tin dịp dạ có chuyện tốt ngươi có làm hay không hứa đại mậu huyết sâu một hơi nói ai già dạ già dạ đang ở đây cháu ngoan nói đi có chuyện gì dịp dạ tỏ vẻ thỏa mãn ta mẹ nó hứa đại mậu thật sự nhìn không được nhưng nhìn hình thể to lớn của Diệp Dạ, lại nhìn thân thể nhỏ bé của mình, hắn thật đúng là không cảm thấy mình chịu đựng được. Vương nghĩ tới có thể đem Diệp Dạ làm thương sử gọi, Diệp Dạ không chết cũng phải lột một lớp da. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn thoải mái hơn rất nhiều. Là như vậy. Hôm nay tiểu tử cổ chính hút kia cưới vợ ngươi biết không? Thằng nhóc kia có tài đức gì mà có thể cưới được vợ trước mấy anh em? Vậy không phải hiếu kính đại ca ngài sao? Hứa đại mậu vẻ mặt nịnh nọt nói. Nói xong, hứa đại mậu quan sát biểu tình của diệp dạ. Thu hận giữa hắn và cổ chính hút không phải ngày một ngày hai. Từ mấy năm trước, hắn đã nhìn cổ chính hút không vừa mắt. Xung đột cũng là chuyện thường xuyên xảy ra. Nhưng trong một lần đánh nhau, cháu trai cổ chính hút một cước đá vào hắn hứa đại mậu. Hứa đại mậu đau không chịu nổi. Sau đó, hắn tuyệt vọng. Mạng của mình thiếu chút nữa bị hủy. Tuy rằng không hoàn toàn hủy, nhưng nằm nhân chân chính chỉ có thể duy trì liên tục một phút đồng hồ. Cái này cùng phế nhân có cái gì khác nhau? Bí mật này hắn vẫn giấu ở trong lòng, không dám nói ra bên ngoài. Hôm nay thật vất vả tìm cơ hội sửa trị cổ chính hút một chút, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Nghĩ tới nghĩ lui, dịp phong tử này chính là lựa chọn tốt nhất. Đại ca, ngươi cảm thấy thế nào? Hứa đại mậu chờ mong hỏi. Lúc này Diệp Dạ mới nhớ tới, lúc nhận được ký ức. Nguyên thân ở trong nhà không có phát sinh biến cố thời điểm, là mấy người bọn họ bên trong người đầu lĩnh. Cổ chính hút, hà vũ trụ, còn có hứa đại mậu bọn họ đều là chân của nguyên thân. Nhưng từ khi nguyên thân biến thành người điên về sau, mấy cái này nhận cũng không ít rơi hắn. Chuyện tốt hứa đại mậu nói, dịp dạ vừa nghe đã biết nhất định là một cái hố to. Đang lúc hắn chuẩn bị cự tuyệt, trong đầu đột nhiên nhớ tới một giọng nói hệ thống cùng nhân thức tỉnh dịp dạ hơi nhíu mày hệ thống tự giới thiệu một chút đinh hệ thống cùng nhân đúng như tên gọi khi ký chủ hành động thỏa mãn hành vi ngông cuồng không tuân theo lễ thường ký chủ sẽ đạt được điểm tích lũy điểm tích lũy có thể dùng để mua ở trung tâm thương mại rút thăm trúng thưởng thỏa mãn nhất định tiêu phí kinh nghiệm có thể đối với hệ thống tiến hành thăng cấp thanh âm lạnh như băng của hệ thống vang lên trong đầu dịp dạ nghe được hệ thống giới thiệu trong đầu dịp dạ nháy mắt hiện lên một kế hoạch suy nghĩ nhanh chóng hiện lên tiểu tử ngươi giác ngộ rất cao a à? dịp dạ nói xong lại vỗ mạnh vai hứa đại mậu vài cái muốn chơi tôi phải không xem ta ghê tởm ngươi như thế nào vậy cái gì tiểu đệ ta đi chuẩn bị trước chờ thời cơ đến ta sẽ gọi đại ca ngươi đi đại ca ngươi yên tâm chuyện này ta khẳng định làm thỏa đáng cho ngươi hứa đại mậu chịu đựng đau đớn trên vai gượng cười nói đi đi ta liền chờ tin tức tốt của ngươi lúc này dịp dạ không vỗ vai hứa đại mậu nữa hứa đại mậu nhân cơ hội trực tiếp bỏ trốn nhìn bộ dáng đắc ý của cổ chính hút trong trung viện lại nghĩ tới đoạn thời gian trước cổ gia bọn họ muốn chiếm lấy phòng ốc của diệp gia hắn nếu như không phải tiền thân là người điên trong tay cầm dao phây dọa lui bọn họ căn phòng này nói không chừng thật sự không còn trở lại với chúa diệp dạ đi về phía trung viện dọc theo đường đi hàng xóm láng giềng đều không muốn cùng diệp dạ người điên này giao tiếp hắn cũng lười phản ứng đám người này trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống trên bàn bên cạnh chính là để đầu phòng hạt dưa Hắn tiện tay cầm lên hai cái liền bắt đầu xem kịch. Nhân vật chói mắt nhất trong đám người hôm nay, không ai qua được Tần Hoài Như là vợ của giả gia chính. Hiện giờ Tần Hoài Như mới hơn 20 tuổi. Phong tư trác tuyệt. So với cô 30 tuổi trong phim, nhan sắc càng tăng lên mấy bậc thang. Cho dù là áo bông dày vào mùa đông, cũng khó có thể che giấu dáng người xinh đẹp của nàng. Trên khuôn mặt tràn ngập collagen protein kia lại tràn đầy tươi cười. Trong viện có không ít thanh niên vừa độ tuổi đều dùng ánh mắt hâm mộ ghen tị nhìn cổ chính hút. Quả thực chính là vận cướp chó. Theo ánh mắt hiện đại của dịp dạ, đây ít nhất cũng là tiêu chuẩn của một ngôi sao nhỏ. Cổ chính hút, xin lỗi. Cái gọi là ngon nhưng. Ai, dịp phong tử, ngươi ở đây ăn đồ của giả gia. Cổ gia người ta hôm nay cưới vợ, cũng không thấy ngươi tặng lễ A. À. Hà vũ trụ vừa đặt món hấp lên lò thấy diệp dạ ở bên này liền đi tới đi lui ân ừ, ngươi nói đúng diệp dạ lúc này mới kịp phản ứng vỗ đầu một cái sau khi đứng dậy nghênh ngang bước tới trước mặt cổ chính hút cổ chính hút à hôm nay cậu kết hôn tôi là anh cả đương nhiên là muốn biểu thị một phen này tiền này ngươi cầm không cần khách khí đây là việc đại ca nên làm diệp dạ ở trước mặt tất cả mọi người chậm rãi lấy từ trong túi ra một tờ tiền mặt mọi người đều lộ ra ánh mắt khinh bỉ một đồng năm hai năm ngay cả một hạt đậu phộng cũng không mua được sao vậy chướng mắt tiền của đại ca dịp dạ thấy bộ dáng phẫn nộ của cổ chính hút không đợi hắn làm khó dễ đã cầm ghế gỗ bên cạnh lên đập về phía cổ chính hút trước để ý để ý đa tạ đại ca tặng lễ cổ chính hút vội vàng đáp tên điên này hắn không thể trêu vào di chú năm năm lưu thông bộ tiền tệ thứ hai mà bộ tiền tệ thứ hai cùng tiền cũ tỷ lệ trao đổi là một so với một vạn chương không ta vào động phòng cầu hoa tươi đánh giá bạn đang nghe tại truyện chấm audio dịp già dạ thầm cười trong lòng quả nhiên là kẻ bắt nạt kẻ yếu mình vừa điên lên cổ chính hút lập tức sợ hãi tên điên chết tiệt hôm nay gia ngày đại hỷ trước không cùng ngươi so đo ngươi cho gia chờ qua hôm nay không có ngươi quả tốt ăn trong lòng cổ chính húc cũng có một phen suy nghĩ khác cái gọi là không đành lòng nhỏ thì loạn đại mưu tuy rằng hắn không biết những lời này nhưng sự tình chính là làm như vậy kết hôn quan trọng hơn vợ quan trọng hơn mặt mũi gì đó dù sao cũng không đến mức so đo với kẻ ngốc không phải sao đa tạ đại ca hạ lễ ta trước tiên mang theo tân nương tử đi cho các vị trưởng bối kính rượu lát nữa lại đến cùng đại ca hảo hảo uống một chén cổ chính hút nhận tiền liền muốn nhanh chóng rời xa diệp dạ tên điên này nhưng bây giờ diệp dạ làm sao có thể dễ dàng buông tha hắn như vậy chỉ thấy diệp dạ trực tiếp vỗ một cái lên vai cổ chính hút lần này thật sự dùng sức cổ chính hút suýt nữa không đặt mông ngồi bệt xuống đất trên mặt cũng đau đến ai nha nhếch miệng đã nhận quà của ta rồi vì sao không kính ta một ly tân nương tử cũng muốn cùng uống diệp dạ vừa nói vừa cười hì hì nhìn tần hoài như Cổ chính hút vội vàng ngăn cản nói: cái này không được, đại ca đại ca, tối nay chúng ta nhất định tới kính đại ca. Bây giờ vẫn là ban ngày đây. Vừa rồi cổ chính hút nói đơn thuần chỉ là tìm cớ lừa dối dịp dạ một chút, không nghĩ tới tên ngốc này thật đúng là thật. Đúng vậy đúng vậy, đại ca, chúng ta đi ăn chút gì đi, hôm nay có thể tùy tiện ăn, cũng không thể tiện nghi cho tên tiểu tử cổ chính hút này. Ngoài dư liệu của mọi người, hứa đại mậu lại đứng ra giải vây cho cổ chính hút cũng là lúc tất cả mọi người không nghe thấy hứa đại mậu ở bên cạnh dịp dạ nhỏ giọng nói đại ca đừng nóng vội tối nay xem ta cho người ánh mắt ánh mắt gì giọng dịp dạ không hề e dè những người khác khiến hứa đại mậu lúng túng ta nói ta ánh mắt ta không tốt lắm đại ca qua bên cạnh xem giúp ta trong lòng hứa đại mậu không biết mắng dịp dạ bao nhiêu lần nhưng ngoài mặt còn phải lấy lòng mất mọi cách mới đưa dịp dạ qua một bên bắt đầu ăn điểm tâm. Cổ chính hút mặc dù có chút buồn bực hứa đại mậu này vì sao thay hắn giải vây, bất quá giờ phút này cũng vứt ra sau đầu, có chăng chỉ là vui sướng sắp cưới được tân nương tử xinh đẹp. Tiểu giả, chúc mừng nha, tân nương tử thật xinh đẹp. Cảm ơn nhất đại gia, ngài cũng đừng quên đợi lát nữa ngồi xuống. Được rồi. Trong giọng nói đắc ý của cổ chính hút, cùng với sự cổ vũ náo nhiệt của hàng xóm, thời gian chậm rãi đi tới chạng vạn tối, sắp nên đón hôn lễ của Cổ Chính Húc và Tần Hoài Như. Chính thức mở tiệc. Các vị lão thiếu gia nhận được các vị nể mặt, hôm nay đâu là ta Cổ Chính Húc tân hôn ngày, mọi người ăn ngon uống ngon, tuyệt đối không cần cùng ta khách khí, cảm ơn các vị nha. Cổ Chính Húc mặt đầy cảnh xuân, dương dương đắc ý nói với mọi người, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn tân nương tử bên cạnh, hiển nhiên là có chút sốt ruột không nhìn được. Chúc mừng chúc mừng hàng xóm tất nhiên sẽ không cố ý làm mất mặt giả chính hút, nhào nhào chúc mừng. Hứa đại mẫu thấy thế trực tiếp tiến lên, ông lấy bả vai cổ chính hút, muốn thân mật bao nhiêu thì thân mật bấy nhiêu, không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ là anh em tốt chứ. Giả ca, hôm nay thừa dịp đại hỷ của huynh, huynh đệ ta phải xin lỗi huynh, trước đây luôn tìm huynh phiền toái, giận dỗi huynh, là huynh đệ ta không đúng, ta làm một cái. Đang nói chuyện, Hứa đại mậu liền bưng lên một chén rượu tràn đầy, một ngụm khô, uống xong còn đem chén đổ tới, chứng minh cho mọi người xem, một giọt cũng không còn dư lại. Cổ chính hút sửng sốt một chút, hôm nay mặt trời mọc ở phía tây. Hứa đại mậu hắn còn có thể xin lỗi. Đại mậu, xem ngươi nói lời này, hai ta ai với ai nha, từ nhỏ cùng nhau mong trần lớn lên, đều là anh em, không đến mức không đến nổi, ta bồi một chén. Bản thân cổ chính hút cũng không có tâm nhãn gì, thấy tình hình này dứt khoát cũng lười suy nghĩ thuận nước đẩy thuyền coi như là hòa hảo với hứa đại mậu lập tức liền một chén rượu vào bụng trong yến tiệc náo nhiệt một mảnh chủ khách đều vui vẻ nhưng náo nhiệt vĩnh viễn cũng chỉ là tương đối luôn luôn có người cô đơn cô tịch giờ phút này hà vũ trụ chính là như thế diệp phong tử quả nhiên còn phải là ngươi sợ là từ khai tiệc đến bây giờ đều không ngừng miệng đi hà vũ trụ tay cầm vò rượu vừa uống vừa nói nói hắn ngốc trụ cũng là một chút vấn đề cũng không có toàn bộ không có đầu lời gì cũng nói dịp dạ cũng lười so đo với người như thế tùy ý đáp lại một câu nhưng điều này lại khiến ngốc trụ mở máy hát ta nói với ngươi dịp phong tử hôm nay nếu không phải cái này ăn uống miễn phí ngươi xem ta sẽ đến con chó này cũng là vận khí tốt có một người cha tốt để lại một khoản tiền cho hắn bằng không chỉ bằng chính hắn Ngốc trụ, ngươi cái đồ không có mẹ nuôi nói cái gì chứ Thanh âm của Hà Vũ Trụ tuyệt không kiên dạng người bên ngoài Thanh âm lớn hận không thể tất cả mọi người ở đây nghe thấy Không hề nghi ngờ cổ chính hút cũng nghe được Vốn là hai ba cân nước tiểu ngựa vào bụng Cổ chính hút trực tiếp không quen Hà Vũ Trụ Há mồm liền mắng trở lại Ngươi dám mắng ta Ta mẹ nó đánh chết ngươi Đánh thì đánh, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao hai người ngoài miệng không nhường, trên tay cũng sắp có động tác, mà đúng lúc này. Phanh. Ông ao cái gì, không thấy tiểu đệ của ta đang nói chuyện với ta sao? Diệp già dạ vỗ bàn lên tiếng, tình cảnh lập tức được khống chế. Cổ chính hút ngượng ngùng cười mỉa một chút, bị hứa đại mậu bên cạnh lôi kéo tiếp tục uống rượu, hà vũ trụ cũng ý thức được vừa rồi có chút bưu, tìm một góc tiếp tục uống rượu dùng bữa. Diệp già dạ cười nhạo trong lòng, quả nhiên đều là hàng bắt nạt kẻ yếu mọi người uống đến thống khoái rồi cổ trương thị nhìn đến đau lòng được rồi được rồi mọi người uống ít một chút chính hút à mau mời cô dâu đi bên ngoài là mời rượu trên thực tế là đau lòng vì tiền rượu đám người này mấy đời chưa từng uống rượu cái này phải bao nhiêu tiền nha được rồi nương dưới sự thúc giục của cổ trương thị cổ chính hút liền dẫn tần hoài như đến bàn mời rượu rất nhanh đã tới bàn hà vũ trụ ngốc trụ hôm nay là ngày đại hỷ của ta, chuyện vừa rồi coi như chưa xảy ra, ta kính ngươi một ly. Cổ chính hút cũng coi như kéo mặt xuống. Ai thèm, không phải là gặp vận cứt chó sao? Tần nương tử, đến đây, ta kính ngươi một ly. Hà vũ trụ liếm mặt nói với tần hoài như, bản chất liếm chó hiển lộ không thể nghi ngờ. Giả dạ ca, anh đừng nghe tên ngốc nói bậy, em kính anh. Hứa đại mậu ngoài mặt vẻ mặt chúc mừng, tính toán trong lòng đã sớm nổ vang rất nhanh liền kín một phòng rượu, tần hoài như có chút tử lượng không tốt, vì thế cổ chính hút liền đưa cô về phòng trước, còn mình thì bị kéo ra ngoài uống rượu. Nhìn thấy một màn như vậy, hứa đại mậu vội vàng nháy mắt với dịp dạ, chớp chớp mắt với hắn, lại liếc nhìn tân phòng tần hoài như lúc này. Hứa đại mậu, ngươi nháy mắt với ta làm gì? Dịp dạ cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp mở miệng kêu trách. Lần này hứa đại mậu lại sợ hãi, vội vàng đến bên cạnh dịp dạ, lôi kéo hắn đi vào trong góc. Ai u, đại ca của ta, loại chuyện này có thể nói lớn tiếng như vậy sao? Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Đại ca, huynh cứ đi đi, không ai có thể quấy nhiễu huynh. Hứa đại mậu dứt lời liền tiếp tục đi về phía cổ chính hút trong đám người, lôi kéo hắn lại ôn chuyện uống rượu, tóm lại chính là kéo hắn lại. Dịp dạ cũng làm bộ như không biết, tự mình đi về phía tân phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra đập vào mắt chính là mỹ kiều nương tần hoài như đội khăn vang đỏ ngồi ngay ngắn trên ga giường màu đỏ vui mừng hai chân khép lại hai tay cũng tề nhìn bộ dáng hơi có chút khẩn trương càng làm cho người ta có loại cảm giác muốn ngừng mà không được giả giả lan là ngươi sao chương không ba bơ lúc cầu hoa tươi phiếu đánh giá bạn đang nghe tại truyện chấm audio giọng tần hoài như rụt rè Diệp dạ nghe thấy trong lòng nhộn nhạo, thầm nhủ. Ta cũng không phải là cổ lan, ta là diệp phụ của ngươi. Ngay tại diệp dạ chuẩn bị bước tiếp theo hành động thời điểm, bốn phía đột nhiên tối xuống, chỉ nghe bên ngoài một trận ồn ào thanh âm. Ai nha, sao lại cúp điện? Đừng nóng đừng nóng, nhà tôi có nến lớn, chờ tôi một chút. Đây là giọng nói của hứa đại mậu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cúp điện chính là tiểu tử này dở trò quỷ rất nhanh, hứa đại mậu đem nhà mình ngọn đến lấy ra thắp sáng, bên ngoài liền lại tiếp tục uống rượu mời rượu quá trình, náo nhiệt không giảm. Mà bên trong tân phòng, một mảnh đen kịt, tần hoại như càng có vẻ khẩn trương. Cổ lan, ngươi, sao ngươi không nói lời nào? Thanh âm tần hoại như vẫn nũng nịu như trước, 20 tuổi chính là độ tuổi tốt nhất của một cô gái, cô cũng không ngoại như thế. Nghe được trong giọng nói của Tần Hoài như còn mang theo một tia men say, dịp dạ cũng quyết đoán tiến lên mò mẫm ông lấy trực tiếp bắt đầu hô hấp nhân tạo không khí trong nháy mắt biến thành màu hồng phấn củi khô liệt hỏa cô nằm quả nữ chỉ nghe đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn lúc này vô thanh thắng hữu thanh một giờ vội vã trôi qua bên ngoài náo nhiệt như trước bên trong bốn mắt nhìn nhau có phong vị khác chẳng biết khi nào đèn đã sớm sáng lên Tần Hoài Như cũng liếc mắt một cái liền nhận ra nam tử cao lớn đẹp trai trước mắt này, cũng không phải là người mình muốn gả, mà là Diệp Dạ có danh xưng Diệp Điên, trong lúc nhất thời nội tâm ngũ vị tạp trần. Ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vấn đề này hiển nhiên là một câu nói nhảm, đã một giờ trôi qua, ngươi nói xem vì sao? Hứa Đại Mậu nói, muốn đem vợ hiến cho đại ca, ta chính là đại ca. Diệp Dạ giả dạ ngay giả dạ dại nói dù sao tất cả mọi người cảm thấy hắn là kẻ ngốc, kia giả ngu sững sờ tự hồ cũng không có cái gì chỗ xấu. Tần Hoài như sững sốt một chút, bất quá nàng coi như là bình tĩnh, dù sao nàng cũng không muốn nháo đến mọi người đều biết. Trước không nói đến mất mặt, thầm nghĩ sau khi nói ra, chính mình tránh không được muốn gả cho tên dịp điên này, Tần Hoài như liền cố nén ủy khuất trong lòng, không có phát ra âm thanh khác. Tiểu tức phụ, bộ dạng ngươi cũng thật đẹp mắt, giống như tiên tử kia, hứa đại mậu quả nhiên là tiểu đệ tốt của ta. Dịp già dạ chuyển đề tài, cư nhiên khen ngợi Tần Hoài Như. Điều này ngược lại khiến Tần Hoài Như nổi giận, âm thầm ghi nhớ tên khốn hứa đại mậu này, nhưng đối với dịp dạ, cô thật sự không có biện pháp. Ngươi cũng không thể so đo với một tên điên chứ. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên ồn ào lên. Không, không, không uống. Ta, ta, ta muốn động phòng, còn muốn động phòng nữa giọng cổ chính hút lắp ba lắp bắp truyền đến, đẩy mọi người còn muốn mời rượu ra, muốn chạy vào trong tân phòng. Viết một hành động, dòa tần hoài như trong phòng nhảy dựng lên, dịp dạ vẫn còn ở đây. Ngươi, ngươi mau ra ngoài, cổ chính hút sắp vào rồi. Tần hoài như xô đẩy dịp dạ một cái, muốn cho hắn nhanh chóng rời đi, dù sao nếu gặp phải chính chủ, cũng không phải đùa giỡn. Dựa vào cái gì, hắn tới thì tới, ta sẽ sợ hắn sao? dịp già dạ một bộ thịt quay cuồng không thèm để ý chút nào tần hoài như không còn cách nào khác nước mắt đảo quanh hốc mắt giọng nói càng thêm ủy khuất ngươi ngươi liền đi ra ngoài đi làm ơn bị đụng tới ta liền dịp già dạ nhìn bộ dáng lê hoa đái vũ ngược lại nổi lên hứng thú đùa giỡn nói vậy ngươi cầu xin ta nha ta ta cầu ngươi mau ra ngoài đi tần hoài như không do dự ủy khuất cầu xin nhìn lửa cũng tới dịp dạ thu dọn quần áo trên người xoay người rời đi lúc ở cửa còn không quên thò đầu vào nói chờ lần sau ta còn tới tần hoài như bất đắc dĩ đáp được ngươi tới lúc này dịp dạ mới đắc ý rời đi không lâu sau cổ chính hút liền đẩy mọi người ra thuận lợi đi tới tân phòng thật tình không biết tân phòng là tân phòng tân nương cũng đã là tân nương của người khác nhìn thấy cổ chính hút ở cửa, trong lòng Tần Hoài như một trận khẩn trương, một đóa hoa mai tươi đẹp trên giường còn chưa kịp thu thập. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Nàng dâu, nàng dâu, nàng đợi lâu, ta, ta tới đây. Cổ chính hút lão đảo bước tới, từng bước từng bước chậm rãi tới gần giường. Tim Tần Hoài như cũng tăng tốc, gần như đi tới cổ họng. Đông. Vừa mới còn có thể đi hai bước cổ chính hút trực tiếp ngã xuống giường, một giây sau khò khò khè thanh âm liền vang lên, này cổ chính hút trực tiếp là ngủ đi qua. Hô hô! Thấy thế, Tần Hoài như thở vào nhẹ nhõm, lần này hẳn là vượt qua kiểm tra. Len Ken Chúc mừng ký chủ hoàn thành hạng thứ nhất thành tựu nhiệm vụ, dọc máu đầu tiên, khen thưởng điểm tích lũy 2.000, rút thưởng cơ hội một lần. Sáng sớm hôm sau, dưới ánh mặt trời, dịp dạ liền mở hai mắt ra chuyện thứ nhất chính là mở hệ thống ra xem xét, quả nhiên, phần thưởng đánh hạ Tần Hoài như có thể nói là tương đối phong phú. Phải biết rằng ngày hôm qua diệt dạ hao tổn tâm cơ đi dày vò, cũng mới đạt được 800 điểm tích lũy, mà công lực Tần Hoài như trực tiếp một lần thưởng 2.000 điểm tích lũy, hơn nữa còn có một lần cơ hội rút thưởng. Tâm tình diệt dạ nhất thời thoải mái hơn không ít. Hệ thống, rút thưởng đều có cái gì a à? Dịch dạ dò hỏi. Phần thưởng trúc thăm trúng thưởng bao gồm đồ dùng sinh hoạt, sản phẩm khoa học kỹ thuật mới nhất, các loại sách kỹ năng, điểm thuộc tính, v.v. nhiều chức năng hơn đang chờ chủ nhân tự mình khám phá. Hệ thống bảo thủ thanh âm, giới thiệu cùng không giới thiệu cũng không có gì khác nhau, dịp dạ dứt khoát trực tiếp mở ra trúc thưởng. Len Ken Chúc mừng chủ ký sinh, đạt được siêu thị cỡ lớn. Siêu thị lớn Dịp dạ sửng sốt một chút, vội vàng mở ra xem không nhìn không biết vừa nhìn đã giật nảy mình hệ thống theo như lời đại hình siêu thị thật đúng là đại hình siêu thị dịp dạ thông qua hệ thống thấy được một nhà tương tự với kiếp trước quan mát đại hình siêu thị bên trong rực rỡ muôn màu sản phẩm để cho dịp dạ nhất thời hoa mắt choáng váng thứ bên trong này có thể lấy ra được không dịp dạ nghi hoặc một chút trực tiếp thử lấy bàn chải đánh răng và kem đánh răng vừa lúc sáng sớm thức dậy cần đánh răng đậu má thật sự có thể một giây sau, bàn chải đánh răng và kem đánh răng hoàn toàn mới xuất hiện trên tay anh. Tôi đánh răng chậm một chút. Trong lúc dịp dạ đánh răng, cổ chính hút cũng duỗi lưng mở mắt. Nhìn tần hoài như đang rửa mặt trên bàn trang điểm, lại nhìn ra giường, hoa mai tươi đẹp phía trên làm cho cổ chính hút một trận tâm thần nhộn nhạo. Gia dạ cũng là người có vợ rồi. Ngươi tỉnh rồi, mau đứng lên rửa mặt một chút, đợi lát nữa không phải còn muốn tới cửa bái phỏng sao tận hoài như thần sắc như thường, không nhìn ra chút nào khác thường. Đúng, đúng, tôi lập tức đứng lên. Cổ chính hút nhìn vợ kiều diễm, lập tức gật đầu như gà trống, dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành rửa mặt. Thời gian nhoán lên, quá trình thăm hỏi hàng xóm rất nhanh tiến hành đến bên dịp dạ. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, dịp dạ lập tức mở cửa phòng. Dịp đại ca, hôm qua em mới kết hôn, hôm nay có quà cho anh. Từ không tội không tội, cháu ngoan, cháu dâu ngoan, vào, ngồi bên trong. Dịp dạ không chút khách khí chiếm tiện nghi, đến siêu cấp gia bối. Sắc mặt cổ chính hút xanh trắng đang xen tần hoài như u oán nhìn dịp dạ. Đàn ông quả nhiên đều như vậy, ăn sạch sẽ sẽ không nhận. Nghĩ vậy, ánh mắt tần hoài như càng thêm u oán Chương không bốn Ta cũng là tài sản ngàn vạn người. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio không để ý tới ánh mắt u oán của Tần Hoài Như, dịp dạ giữ chặt dạ chính hút, tiếp tục nói. Thất thần làm gì, vào ngồi đi. Dịp dạ vốn trâu bò ngựa lớn, khí lực cũng là trong đại viện không ai có thể so sánh, cổ chính hút một phen đã bị kéo vào. Ngại mặt mũi, hơn nửa ngày đầu tiên tân hôn, cổ chính hút cũng cầm điếc ăn hoàng liên, nuốt vào trong bụng, vẫn cười hì hì nói. Đại ca, khách khí khách khí rồi. Dịp dạ lười nói chuyện phím với tiểu tử này, mũi nhọn trực tiếp chuyển sang tần hoài như bên cạnh nàng dâu của ngươi thật xinh đẹp đôi mắt to trong veo như nước giống như biết nói chuyện còn có làn da trắng nõn cũng thật đẹp mắt một phen lời nói rõ ràng của diệp dạ khiến tần hoài như nhất thời đỏ bừng mặt dù sao người đàn ông trước mắt này tối hôm qua đã nhìn thấu mình cổ chính hút nghe được lời khích lệ này cũng không cảm thấy có bao nhiêu không được tự nhiên vợ mình không phải là một đại mỹ nhân sao để cho những người này nhìn thấy, ăn không được, ghen tị chết bọn họ. Cổ chính hút lại nhớ tới đóa hoa mai kiều diễm ướt ác nhìn thấy buổi sáng, trên mặt không kiềm chế được lộ ra nụ cười. U, đây không phải là cổ tà sao, thế nào, ở chỗ này khoe khoang vợ a? À? Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo âm thanh chua xót, chính là ngốc trụ hà vũ trụ. Có lẽ nghe thấy diệt dạ và cổ chính hút nói chuyện, hà vũ trụ cũng đến góp vui. Ngươi gọi ai là giả ta? ngốc trụ, ngươi không biết nói thì câm miệng. Trước kia người thích đặc biệt danh gì đó, khó nghe thế nào có thể chọc giận người khác thì gọi thế ấy. Tên cổ chính hút đoan đoan chính chính, nhưng dáng dấp lại có chút dư lệch táo nứt, kết quả là liền có biệt danh cổ ta này, bất quá trên thực tế sẽ gọi như vậy cũng rất ít, hết lần này tới lần khác ngốc trụ chính là một. Ngươi gọi ai ngốc trụ? Không phải vận khí tốt cưới được người vợ xinh đẹp sao? Ngươi đắc ý cái gì? nói không chừng ngươi còn sống không được mấy năm đâu. lời của Hà Vũ trụ tuy rằng rất khó nghe, bất quá cũng không nói sai. dựa theo tình tiết trong nguyên tác, Cổ Chính Hút quả thật cũng không còn sống được mấy năm nữa, mà Tần Hoài Như cũng sẽ trở thành quả phụ xinh đẹp trẻ tuổi. Cổ Chính Hút nghe nói như thế, lập tức nổi trận lôi đình, đứng dậy muốn đánh nhau với Ngốc trụ. bùng đủ rồi, muốn đánh ra ngoài đánh. dịp già lại vỗ bàn cổ chính hút dừng lại, ngốc trụ cũng thành thật. Tần Hoài như thấy tình hình này, thì thầm bên tai cổ chính hút, lập tức trên mặt cổ chính hút lại lộ ra vẻ vui mừng. Đúng vậy, hắn chính là ghen tị với ta. Diệp đại ca, hôm nay tới đây trước, hai vợ chồng chúng ta còn phải đi thăm người khác, không quấy rầy nữa. Lúc cổ chính hút nói đến hai vợ chồng cố ý dùng trọng âm, còn liếc hà vũ trụ bên cạnh một cái, ý khoe khoang bộc lộ trong lời nói. Được rồi, được rồi, đi thôi đi thôi, lần sau ta đến chỗ ngươi. Câu nói cuối cùng nghe cũng rất bình thường, nhưng rơi vào trong tai Tần Hoài Như, lại làm cho tai cô trong nháy mắt đỏ lên. Cắt. Hà Vũ Trụ cũng lười tiếp tục khoe khoang lời nói, quay đầu liền ra khỏi đại viện, có lẽ là đi làm. Đợi mấy người đi về sau, dịp dạ một phen đem cửa phòng đóng lại, vừa vặn thừa lúc hiện tại có thời gian, hảo hảo sửa sang lại một chút tiền thân cha mẹ lưu lại đồ vật đáng giá nhất đương nhiên là bên ngoài, hai gian phòng độc môn độc hộ, tiếp theo là toàn bộ đồ gỗ đào bên trong, nhìn vẫn là tám phần bộ dáng mới, hiển nhiên bảo vệ cũng không tệ lắm. Mở cửa phòng, đi vào chính là phòng khách, thường vì một cái bàn gỗ đào, hai cái ghế gỗ đào đặt hai bên, phía dưới còn có hai cái bàn bốn cái ghế, hai cái đối diện, bố cục mở rộng. Xuyên qua một bức tranh sơn thủy, bên trong chính là phòng ngủ. Vẫn là gỗ đào toàn thân, trải qua thợ khéo tỉ mỉ chế tạo giường lớn chừng hai mét vuông ngủ trên ba bốn người không tốn chút sức nào phía dưới có lò than sưởi ấm dù sao mùa đông ở tứ hợp viện cũng không phải là trò đùa chuyện đông chết người cũng không hiếm thấy nếu nhớ không lầm hình như phía dưới còn có thứ gì đó dịp già dạ dựa vào nguyên thân trí nhớ đi tới đáy giường lật lên chỉ chốc lát sau một cái hộp gỗ nhỏ tinh xảo liền bị lật ra trên hộp gỗ điêu khắc một bộ mảnh hổ vô xà đồ ở giữa còn có một cái khóa bất quá cũng không có khóa lại vì thế dịp già dạ trực tiếp mở nó ra đập vào mắt một xấp tiền giấy dịp già dạ trực tiếp lấy ra đến tiền giấy mệnh giá nhỏ nhất chính là một vạn chỉ có mấy tờ mà lớn nhất mệnh giá năm vạn lại chiếm đa số tổng cộng cộng lại ước chừng có hơn hai ngàn vạn ngưu bài không nghĩ tới giấc mộng trở thành triệu phú lại dễ dàng thực hiện như vậy Dịp dạ nhìn không được nở nụ cười. Mặc dù giờ phút này tiền tệ cũng không đáng giá, nhưng cái này ước chừng hơn 2.000 vạn, đổi thành sắp phát hành bộ tiền tệ thứ hai, vậy cũng ước chừng 2.000 khối. Phải biết rằng, tiền lương trung bình của công nhân hiện nay đổi thành bộ thứ hai mới hơn 30 tệ. Một đại gia là thợ kiệm cấp 7, xem như là tầng lớp công nhân cao cấp, một tháng cũng chỉ 83 đồng. 2.000 đồng cần hắn không ăn không uống tích góp hơn 2 năm mới có thể tích góp đủ. Diệp dạ cất tiền vào trong ngực, lại tìm kiếm một chút, kết quả lại tìm ra một sắp hóa đơn lưu trữ, số tiền trên đó vừa vặn là 10 triệu. Không ngờ tiền gửi ngân hàng lưu lại nhiều thật. Trong lòng có chút không bỏ xuống được. Diệp dạ nhìn xung quanh phòng một chút, vừa vặn nhìn thấy một cái túi nhỏ vuông vức, dùng để đựng tiền giấy và hóa đơn dự trữ là thích hợp nhất. Thuận tay lấy túi xuống, tất tiền giấy và hóa đơn dự trữ vào vừa vặn chứa đây sau một khắc có lẽ là nghĩ tới cái gì dịp già dạ trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài thật trùng hợp vừa lúc ra cửa đụng phải một bác gái đây không phải là dịp già dạ sao cầm cái túi lớn như vậy là chuẩn bị đi làm gì sao một bác gái vốn là người miệng nát lại hồi tưởng lại trong trí nhớ nguyên thân từng bị một bác gái cười nhạo dịp già dạ liền trực tiếp lạnh lùng trả lời liên quan gì đến ngươi? Lập tức lại cất bước đi ra sân, để lại một bác gái một mình hỗn độn trong gió. Dịp già dạ ra cửa cũng không ảnh hưởng náo nhiệt trong tiểu viện, một đám phụ nữ giờ phút này tập trung cùng một chỗ giặt quần áo hái rau, mà một bác gái cũng đang oán giận hành vi không lễ phép của dịp già. Dạ. Các ngươi cũng không biết a à, vừa mới trong chốc lát, dịp già dạ kia, chính là dịp phong tử, ta hảo ý cùng hắn chào hỏi, quan tâm hắn một chút, hắn cư nhiên nói liên quan gì đến ta giống như ai muốn để ý tới hắn vậy. Ta không phải chỉ nhìn hắn cầm túi lớn trên tay, cũng không biết là đi làm gì, sợ hắn đi lệch đường, lúc này mới quan tâm một chút, hắn cư nhiên không biết lòng người tốt, các ngươi nói xem. Miệng một bác gái giống như súng máy lọc bộp không ngừng, mấy người phụ nữ bên cạnh cũng đáp ứng. Đúng vậy đúng vậy, quả nhiên là diệt phong tử. Đúng vậy, một bác gái cũng đừng bị người điên chọc giận, không đáng. Chương không năm Hương phiêu tứ hợp viện, cầu hoa tươi khen thưởng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã đi đến trên đường cái dịp dạ cũng không biết một bác gái ở sau lưng nói nhảm, cho dù là biết, cũng lười cùng loại dông dài bà này so đo, mình còn có chuyện quan trọng hơn. Tay sách túi nhỏ có hơn 2.000 vạn tiền mặt cùng 1.000 vạn hóa đơn gửi, dịp già dạ chuẩn bị đi ngân hàng trước đem chúng nó gửi đi, dù sao tài không lộ trắng không phải sao, huống chi hiện tại cũng không có chỗ dùng tới tiền dựa theo nguyên thân trí nhớ diệp dạ quen thuộc tìm được ngân hàng chỗ ở trực tiếp đi vào tôi tiết kiệm tiền lúc này nhân viên ngân hàng cùng hậu thế chênh lệch không hai đối với khách hàng gửi tiền rút tiền coi như là thích đáp không để ý tới nhiều bao nhiêu ít cũng coi như là nhân viên công chức ngạo khí thật đúng là có một chút thấy không ai chào hỏi diệp dạ liền trực tiếp đi tới một cái nhàn rỗi quầy túi trực tiếp đặt ở trên quầy nói một câu gửi tiền tiết kiệm được bao nhiêu nhân viên công tác không nóng không lạnh nói những thứ này dịp dạ một cổ đầu đem tiền mặt cùng tồn phiếu chất ở nhân viên công tác trước mặt số tiền thật lớn tiền mặt coi như là để cho hắn chấn kinh một hồi lâu nhiều như vậy toàn bộ tồn tại sao nếu không thì sao không để tôi lấy tới làm gì đối phương ngay từ đầu không có gì thái độ tốt dịp dạ tự nhiên cũng không có khả năng cho sắc mặt tốt hắn mới là kim chủ ba ba được rồi được được vậy để dành cho ngài nhân viên công tác lập tức thay đổi sắc mặt vẻ mặt cung kính nói người có thể một lần xuất ra nhiều tiền như vậy cũng không phải hắn có thể chọc nổi huống chi đây chính là một số tiền lớn thành tích nhanh lên tôi còn có chuyện khác dịp già dạ thúc giục một câu hiệu suất nhân viên lập tức tăng gấp bội hiện tại ngân hàng còn chưa có sản phẩm quản lý tài chính rực rỡ muôn màu cho nên cũng không tồn tại quá trình đề cử này nhân viên công tác tăng tốc xử lý, rất nhanh liền đem tất cả tiền mặt cùng hóa đơn gửi vào trong tài khoản của dịp dạ. Đây là hóa đơn nhỏ, tiền đã gửi cho ngài, ngài còn có gì phân phó không? Nhìn nhân viên công tác kia tất cung tất kính thái độ, dịp dạ trong lòng không khỏi cảm khái một câu, quả nhiên mặc kệ thời đại nào, có tiền chính là đại gia. Sau khi khoát tay, ý bảo không có chuyện gì, dịp dạ liền đi ra khỏi cửa ngân hàng. Vừa mới đi ra, chưa đi được hai bước đã gặp hứa đại mậu đang đi dạo trên đường. Giờ phút này hắn là rạp chiếu phim nhân viên chiếu phim, một tháng tiền lương liền 18 vạn, chiếc hợp tiếp theo phát hành bộ thứ hai tiền tệ, chính là chính là 18 khối, căn bản không đủ nuôi sống gia đình. Cũng bởi vì không có chuyện gì làm, cho nên mới có thời gian ở trên đường cái đi dạo, nhìn thấy dịp dạ trước tiên, hứa đại mậu liền tiến lên nhiệt tình chào hỏi. a à, đại ca hảo, thật sự là trùng hợp nha hứa đại mậu giả ý hàn huyên nói nội tâm thì là hiện ra tối hôm qua cảnh tượng cũng không biết cái này diệp phong tử có hay không xuống tay thành công nếu như thành công cái kia cổ tà đầu có thể liền xanh rồi thấy hứa đại mậu vẻ mặt không có hảo ý bộ dáng diệp dạ trực tiếp một cái tác dùng sức vỗ vào trên vai của hắn nói đúng nha thật trùng hợp nha nhẹ một chút đại ca nhẹ một chút hứa đại mậu nhất thời đau đến nhe răng trận mắt Dịp dạ đây là hạ độc thủ A. Lúc này hứa đại mậu mới chú ý tới, dịp dạ giống như vừa mới là từ trong ngân hàng đi ra, chẳng lẽ là tới lấy tiền. Trong lòng đột nhiên nổi lên một tia xấu xa. Đại ca đây là vừa mới từ trong ngân hàng đi ra sao? Hứa đại mậu trên mặt mang theo kia bộ vĩnh viễn không thay đổi nụ cười xấu xa. Đúng vậy, làm sao vậy? Dịp dạ cũng không vạch trần tâm tư hứa đại mậu, vừa lúc có thời gian liền cùng hắn chơi đùa xem ai tâm nhãn nhiều hơn một chút. Đại ca đây là tới lấy tiền. Lúc hứa đại mậu nói ra những lời này, chợt cảm thấy mình quá trực tiếp, vì thế đề tài biến đổi, lại nói. Đúng rồi, đại ca, chuyện tối hôm qua, hắc hắc, thế nào rồi? Cũng được, không tệ. Dịp già gật gật đầu. Hồi tưởng lại, bộ dáng kiều mị của Tần Hoài Như, đúng là tương đối khá. Vậy đại ca cảm thấy, tiểu đệ có dụng tâm vì đại ca làm việc hay không? Hứa đại mậu tiếp tục tiến thêm một bước thăm dò. Anh. Cũng tạm được chứ. Dịp già dạ tiếp tục gật đầu. Hứa đại mậu kích động, chính là quy trình này. Vậy đại ca có nên hay không, cho tiểu đệ điểm ban thưởng đâu này? Hứa đại mậu lộ ra hắn nanh vuốt, chính là đơn thuần muốn từ dịp dạ nơi này lừa gạt chút tiền. Dịp dạ trong lòng cười lạnh, đã sớm biết hứa đại mậu ngươi là người như thế nào, muốn tiền đúng không không thành vấn đề ừ đúng là như vậy này khối này thưởng cho ngươi rồi dịp dạ lấy ra một tờ tiền giấy không khác gì hôm qua đưa cho cổ chính hút mặt hứa đại mậu lập tức đen lại mới một khối nha cũng quá ít đi hứa đại mậu nhìn không được nói ngươi cảm thấy ít sao vậy bằng không mời mọi người bình phán một chút đi nhìn xem có phải thật sự ít hay không Diệp dạ lớn giọng hô lên, dọa hứa đại mậu một cái, chuyện này có thể để cho những người khác biết sao. Nếu truyền đến tai cổ chính hút, tên điên diệp dạ này có thể không có chuyện gì, hứa đại mậu hắn tuyệt đối là chịu không nổi. Đừng đừng, đủ rồi đủ rồi, đủ rồi, cảm ơn đại ca ban thưởng. Hứa đại mậu nhất thời sợ hãi, vội vàng nói. Ngoài trừ gặp phải nhạc đệm nhỏ hứa đại mậu này, dọc theo đường về tiểu viện đều gió êm sóng lặng. Bất quá thời gian đi dạo cũng trôi qua rất nhanh, đợi đến lúc dịp già dạ trở lại tiểu viện, các nhà các hộ cũng đã bốc khói bếp, giờ cơm trưa đã đến. Đi qua hai cửa tiền viện, xuyên qua ba cửa trung viện, dịp dạ đi vào nhà mình trong phòng, chuẩn bị bắt đầu nấu nướng một bữa tiệc lớn. Buổi sáng liền ăn sạch mấy miếng cơm thừa thức ăn thường ngày hôm qua, tiệc rượu ngày hôm qua của cổ chính hút cũng là một ít thức ăn bình thường, xa hoa nhất bất quá chỉ là một chén cải trắng xào mỡ heo cũng chính là cổ trương thị keo kiệt như vậy. Vừa vặn buổi sáng rút thăm trúng thưởng đến siêu thị lớn, cho nên dịp dạ chuẩn bị giữa trưa khao mình một chút. Tâm niệm vừa chuyển, đi vào hệ thống không gian, tiến vào đại hình siêu thị, dịp dạ liền bắt đầu đi dạo. Củi gạo dầu muối tương giấm trà, củi không cần, những thứ khác trước hết mỗi người một phần. Gạo phải là gạo ngũ thường tốt nhất, cũng không phải nói đây là đắt nhất, chỉ vì siêu thị lớn cung cấp hàng hóa vẫn có hạn chế nhất định, gạo ngũ thường đã có khả năng tìm được loại tốt nhất. Dầu, các loại dầu lạc, dầu ô liu, dầu vừng, dầu vừng, toàn bộ đều lấy một phần. Các loại gia vị còn lại cũng không keo kiệt chút nào, cần chuẩn bị toàn bộ, dù sao cũng là siêu thị của mình, tùy chọn tùy chọn đều là miễn phí. Hôm nay tùy tiện ăn tôm hành, thịt kho tàu và cá sạo hấp đi, nhiều quá cũng ăn không hết. Diệp già quyết định chủ ý, rất nhanh liền đem nguyên liệu nấu ăn cùng phụ liệu đều chuẩn bị xong, ngay sau đó chính là khảo nghiệm trù nghệ thời điểm. Diệp dạ có mấy chục năm kinh nghiệm phòng bếp, rất nhanh liền làm cho mùi thơm của Mỹ thực phiêu tán ở trong tứ hợp viện, lại khiến cho một trận nghị luận sôi nổi. Mùi này hình như là từ nhà Diệp Phong tử truyền ra. Cái gì thơm như vậy? Nhất định là tiêu tiền bậy bạ mua thức ăn, chỉ biết mình một người độc hưởng, cũng không biết cùng hàng xóm láng giềng chia sẻ một chút, quả nhiên người điên chính là người điên. Không sai không sai, xem hắn tiêu tiền như vậy, có thể sống bao lâu. Quyển sách này còn có người xem sao? Có lời ta nhiều càng mấy chương. Đang xem quyển sách này các vị, quy cầu ủng hộ một ít hoa tươi đánh giá phiếu. Những thứ này đều là miễn phí, hơn nữa còn là tiêu chuẩn quan trọng khảo nghiệm một quyển sách có thể viết tiếp hay không. Cho dù là ở khu bình luận lưu lại một lời cũng có thể, những thứ này đều là động lực cực lớn để cho tác giả viết tiếp nếu có phiếu đánh giá hoa tươi ủng hộ. Hoặc là một cái 100 điểm VIP khen thưởng ủng hộ. Tác giả lập tức 10 càng bộc phát. Chương 06 Xảo ngộ tại lị, cầu hoa tươi phiếu đánh giá. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngõ nhỏ sinh hoạt nhiều việc vặt, nhàn ngôn toái ngữ không ngừng. Ngay trong thời gian dịp dạ làm một bữa cơm trưa, hàng xóm láng giềng ngửi thấy mùi bên cạnh, hận không thể phê phán tổ tông 18 đời nhà hắn một lần cuối cùng cho ra một cái kết luận, phải cách dịp dạ xa một chút, miễn cho ngày nào đó hắn ăn không nổi cơm lại ở nhà mình. Đùa gì thế? Ngồi ông siêu thị cỡ lớn, còn có hệ thống thần bí, sẽ lại dựa vào đám người tự tư tự lợi này. Khi món ăn được nấu xong, mùi thơm cũng thu lại. Dịp dạ một mình ngồi ở trước bàn cơm, ba mặn một chay cộng thêm coca lạnh, một bữa cơm trưa phong phú không ngoại như thế. So với bữa trưa của các gia đình khác trong thời đại này, Dịp dạ quả thực là cấp bậc quốc yến. Năm 1952, vật tư ở trong tình trạng có, nhưng tuyệt đối không nhiều. Hoa hoa đầu, mì ngô, cải trắng, khoai tây, xa xỉ nhất bất quá trứng gà, bả mỡ heo, muốn chân chính ăn thịt đều phải ngày lễ ngày Tết, thậm chí còn không nhất định có. Đương nhiên, vì không muốn bị phương diện liên quan mời đi làm nghiên cứu, dịp dạ từ trong siêu thị lấy ra những thứ này, cũng chỉ có thể là tạm thời chính mình hưởng dụng không thể vì những người khác biết được. Một lát, dịp dạ vui vẻ cơm no, cảm thấy bụng trướng trướng, cho nên ở trong đại viện trượt công. Còn đang ăn à, em no rồi. Không biết cố ý hay vô tâm, vừa vặn đi qua cửa nhà cổ chính hút, bên trong cổ chính hút, tần hoài như cùng với mẹ già cổ trương thị còn đang ăn cơm trưa. Món chính bánh ngô, phối với rau cải trắng hầm với bả mỡ lợn. Không tính là kém, nhưng so với dịp dạ thì không có cách nào so sánh. Đang ăn đây. Cổ chính hút ứng phó, sợ không đáp lại, dịp phong tử lại mơ hồ. Ăn bánh ngô sao được? Có muốn đến chỗ tôi ăn không? Dịp dạ không thèm liếc cổ chính hút một cái, nói với Tần Hoài như. Không cần, không cần. Cổ chính hút cướp lời trả lời, hắn cũng không nhận ra dị thường, nhưng sắc mặt cổ trương thị nhảy bén lại nghiêm lại. Tần Hoài như ngẩng đầu nhìn dịp dạ, nhìn không được liếc nhìn căn phòng của anh ai không biết ngươi ăn đồ ngon mùi thơm kia coi như là hiện tại cũng còn tràn ngập ở trong đại viện không có tiêu tán đâu chỉ tiếc nàng cho dù muốn đi cũng không thể đi nghĩ như vậy lại nhìn thức ăn trên bàn trong lòng tần hoài như nhất thời mất mát dịp dạ đương nhiên biết tần hoài như sẽ không đáp lại phụ nữ thời đại này còn chưa to gan đến mức có thể không chú ý ánh mắt thế tục cho dù cô là tần hoài như trẻ tuổi cũng vậy tiểu như à con đừng nghe tên dịp điên kia nói bừa, cứ tiêu xài như vậy, không bao lâu nữa, của cải cha mẹ hắn để lại cho hắn sẽ thất bại. Cổ trương Thị nói với Tần Hoài như. Đúng vậy, ngươi xem hắn cuộc sống này có thể qua vài ngày, không giống chúng ta, coi như mỗi ngày ăn bánh ngô, ăn mỡ heo cạn bã cũng không thành vấn đề, nhà người ta còn đang ăn cám nuốt trâu đâu. Cổ chính hút có chút đắc ý nói, khoe khoang tài lực hùng hậu của mình, đồng thời cũng không quên hạ thấp những người khác chính húc nói đúng tiểu như gã đến nhà chúng ta vậy nhất định là hưởng phúc sớm sinh cho mẹ một đứa cháu trai lớn mẹ hầm canh gà cho con uống cổ trương thì đáp lời khóe miệng tràn đầy tươi cười về phần tần hoài như vẻ mặt như có điều suy nghĩ cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì đi bộ một vòng trong đại viện dịp dạ chợt cảm thấy một trận nhàm chán vì vậy bước nhanh một bước liền đi tới trên đường cái nhớ không lầm hiện tại hình như cũng có vương phủ tỉnh Tiền thân trong đầu đối với trên đường ký ức cũng không nhiều, tự hồ là đi ra ngoài rất ít, ta đây không phải hảo hảo bù đắp một chút tiếc núi của ngươi. Diệp Dạ là một người có sức chấp hành rất mạnh, bước chân vừa chuyển liền đi về phía Vương phủ tỉnh, tất cả thời đại này, kỳ thật hắn cũng khá tò mò. Dọc theo đường đi đi dạo một chút, bởi vì mới vừa ăn no duyên cớ, một ít đồ ăn vặt Diệp Dạ chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có lựa chọn đều mua một lần, bất quá đợi đến buổi tối có lẽ đó là cái lựa chọn không tồi. Chỉ chốc lát sau, dịp dạ đã tới vị trí của vương phủ tỉnh. Nhìn bản hiệu đơn giản mộc mạc ở cửa, dịp dạ mỉm cười, tiến vào vương phủ tỉnh. Thời đại này vương phủ tỉnh còn chưa có những thương hiệu cao cấp, thời đại kinh tế quốc doanh là chính, mua đồ trong cửa hàng quốc doanh mới là lựa chọn hàng đầu của mọi người. Dịp dạ cũng đi thẳng đến cửa hàng quốc doanh. Đi vào, một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào mắt tóc dài xõa vai, dáng người thon thả, trên mặt mang theo một tia da thịt trẻ con phấn nộn, ngây ngồi rất nhiều làm cho người ta có một loại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Đây là vu lị trẻ tuổi đi. Diệp dạ cũng không chủ động tiến lên chào hỏi, mà âm thầm đánh giá một phen. Lúc này vu lị cũng không nhìn thấy diệp dạ, lần này cô đến cửa hàng quốc doanh cũng không phải đi dạo. Ngày mai cô muốn cùng Diêm Tung Quý trong tứ hợp viện, cũng chính là con trai lớn của Tam Đại Gia, diêm giải phóng gặp mặt hôm nay tới là dự định mua một bộ quần áo thích hợp dù sao cũng coi như là một lần xem mắt gặp mặt cô gái vẫn hy vọng mình ăn mặc đẹp một chút vu lị buông quần áo cảm thấy có chút không thích hợp lúc quay đầu sang bên kia vừa vặn thấy được dịp dạ đối với dịp dạ nàng đã gặp qua nhưng ấn tượng chỉ dừng lại ở trước khi tất cả mọi người gọi hắn là dịp điên cho nên rất tự nhiên tiến lên chào hỏi dịp dạ cô là vu Lị dịp dạ giả vờ vừa nhìn thấy đúng là em sao anh lại tới cửa hàng quốc doanh vu Lị thấy dịp dạ nhận ra mình chẳng biết vì sao có chút hưng phấn lại tiếp tục hỏi dịp dạ nở nụ cười nói tới nơi này ngoại trừ mua đồ còn có thể làm gì cũng đúng vậy chúng ta cùng đi dạo một chút đi đúng lúc tôi có chút vấn đề muốn hỏi cậu vu Lị xấu hổ một chút nhưng rất nhanh lại nghĩ đến diệp dạ cùng diêm giải phóng là một đại viện nói không chừng vẫn là cùng nhau lớn lên cho nên muốn hỏi thăm một chút tình huống diêm giải phóng à người này nói thế nào nhỉ người cũng được rất thành thật tam đại gia bảo hắn đi đông hắn cũng không dám đi tây dù sao khi còn bé sợ lắm nhưng có đôi khi ta cảm thấy hắn không đủ nam nhân chuyện gì cũng phải hỏi tam đại gia trước không có chủ kiến gì diệp dạ cũng không phải nói lung tung mà là căn cứ vào ấn tượng của mình miêu tả diêm giải phóng trong phim một lần vu lị nhíu mày bất quá cũng không nói gì mấy bộ quần áo này phiền anh gói lại cho tôi một chút đúng rồi còn có cái radio này tôi cũng muốn diệp già hiện tại xem như người giàu có chân chính mua đồ cũng không nhìn giá cả hành động này khiến vu lị bên cạnh nhìn đến ngay người những thứ này đều rất đắt đi ngươi đều mua a à, sao ngươi có tiền như vậy dịp dạ lắc đầu nói cũng không có tiền chỉ là ba mẹ để lại một ít hiện tại sống một mình cần thì mua những lời này lại làm cho vu lị một trận hâm mộ cô mặc kệ mua cái gì cũng phải cùng người nhà biết một tiếng dù sao cũng phải lấy tiền từ chỗ cha cô đồ của anh mua xong rồi em còn muốn mua gì nữa không anh đi cùng em em muốn mua một bộ quần áo nhưng lại không quyết định được vu lị cũng không khách khí Nói ra suy nghĩ của mình. Vậy, ta giúp ngươi chọn một món. Chương 7 Dẫn phiến giả trương thị cầu hoa tư phiếu đánh giá. Bạn đang nghe tại truyện.audio Vu lị gật đầu, có chút ngượng ngùng nói. Vậy xin nhờ. Để cho một người đàn ông giúp mình chọn quần áo, ở niên đại đó cũng không phải là chuyện bình thường. Nếu như không phải thấy diệt dạ vừa mới mua đồ sản khoái như vậy, hơn nữa bản thân ngoại hình cũng là cao lớn uy mãnh loại kia, Vu Lệ cũng sẽ không đáp ứng. Hai người đi tới quầy quần áo nữ, Vu Lệ bắt đầu chọn quần áo, Diệp Dạ thì ở bên cạnh tham khảo. Theo lý mà nói, dáng người mảnh khảnh của Vu Lệ, thắt lưng cân xứng, mặc cái gì cũng không kém. Thế nhưng nữ trang 1952 có thể nói là nghìn bài một điệu, đơn giản chính là quần áo là nhiều hoa văn, căn bản là không có kiểu dáng đa dạng như hậu thế. Cuối cùng dịp dạ dùng ánh mắt của hai người, giúp Vu Lị chọn được một bộ quần áo kiểu dáng bình thường, hoa văn bình thường, nhưng chất lượng coi như không tệ. Đây là người cao nhất trong những người thấp bé có thể chọn ra. Vu Lị cũng vô dụng và mồm cải láo, sau khi trả tiền liền đi đến phòng thử đồ bên cạnh, trực tiếp thay quần áo. Không thể không nói, dáng người, nhàn sắc đều chống chọi, kỳ thật quần áo cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Vu Lị không giống những cô gái đời sau trang điểm đậm cô không trang điểm đậm tự mang má hồng phấn nộn, màu môi cũng thập phần thích hợp, đem vẻ đẹp của bản thân triển lãm vô cùng nhường nhuyễn. Thế nào? Vu Lị dạo qua một vòng, tự như bạn gái nhỏ hỏi bạn trai mình có đẹp không, hỏi dịp dạ. Ừ, không tệ. Đúng rồi, nếu chọn xong, ta sẽ quay về tứ hợp viện, đồ đạc cầm cũng không tiện lắm. Cái radio không nhỏ, hơn nửa dịp dạ còn mua vài bộ quần áo, cho nên định về tứ hợp viện một chuyến vừa vặn, ta cũng đi một chuyến đi. Vốn là ngày mai mới gặp Diêm Giải Phóng, nhưng nghe Diệp Dạ nói phải về, Vu Lị không nhìn được nói. Anh đi làm gì? Tôi, tôi vừa lúc đi gặp tam đại gia của viện các anh, có chút chuyện. Vu Lị không biết xấu hổ nói sau này muốn xem mắt gì đó, liền nói có việc. Diệp Dạ đương nhiên biết chuyện gì, dù sao trong phim, Vu Lị quả thật cũng trở thành vợ của Diêm Giải Phóng, nhưng hiện tại thì không nhất định xuất phát từ tránh hiềm nghi hai người ăn ý lựa chọn một trước một sau xuất hiện ở cửa tứ hợp viện lựa chọn này rất hiển nhiên là sáng suốt bởi vì vừa mới vào cửa liền vừa vặn bắt gặp tam đại gia diêm tung quý dịp già trực tiếp bỏ qua tam đại gia mà tam đại gia vừa định chào hỏi lại phát hiện vu lị đi theo phía sau dịp già một trước một sau tiến vào đại viện cử động làm cho tam đại gia cũng không có nhìn ra hai người là cùng nhau trở về chỉ là thập phần nhiệt tình đi lên chào hỏi vu lị ai nha là vu lị tới a à? nhanh lên vào trong phòng ngồi lão bà tử mau đi gọi giải phóng về vu lị tới rồi bên này gọi vu lị vào nhà ngồi bên kia lại gọi ba bác gái gọi diêm giải phóng trở về ba đại gia cũng trực tiếp xem nhẹ diệp dạ đã vào viện vu lị em ngồi một lát đi giải phóng nó sẽ về ngay tam đại gia bưng một ly nước sôi đưa cho vu lị không có việc gì tôi chỉ vừa vặn đi ngang qua vào xem một chút vu lị có vẻ hơi co quắp phòng của tam đại gia cũng không lớn hơn nửa bàn ghế vụn vặt liền có vẻ càng thêm chật chội có lẽ là vì tìm chút chuyện tam đại gia đem đề tài chuyển tới trên người diệp dạ vu lị tôi nói với cô trong viện này có vài người phải tránh một chút giống như người vừa mới vào em biết gọi là diệp dạ đi vu lị xen vào một câu đúng vậy hắn tên thật là diệp dạ nhưng người biết chúng ta gọi hắn cái gì sao tam đại gia không hổ là làm lão sư nói chuyện cùng kể chuyện xưa giống nhau trò chuyện trò chuyện quả thật để cho vu lị nhắc tới hứng thú cái gì diệp phong tử tam đại gia ngữ khí trầm trọng nói diệp phong tử nhưng hắn tuyệt không điên nha vu lị nghĩ đến hình ảnh vừa rồi cùng diệp dạ đi dạo phố mua đồ còn có anh giúp mình chọn quần áo nói diệp dạ là người điên, cô là người đầu tiên không tin. đó là ngươi không biết, ngươi nghe ta nói với ngươi. bên này tam đại gia cũng là mở ra máy hát, mà bên kia diệp dạ vừa về đến nhà liền bắt đầu nghịch cái kia đài radio. tiếng trích la la. đài phát thanh dưới sự loay hoay của diệp dạ phát ra một trận tiếng xèo xèo điện lưu rung động. dựa theo hướng dẫn trên bản thuyết minh, diệp dạ rất nhanh liền điều chỉnh đến một kênh đang phát sóng. Đây là FM 97.4, People Sir Music Desk, bài hát tiếp theo dành cho bạn là lao động thật vinh quang. Âm nhạc du dương trong nháy mắt nhộn nhạo ở trong đại viện, tất cả mọi người có thể nghe được đây là từ dịp dạ gia truyền đến động tỉnh. Con trai Úc Diêm Gia Diêm Giải Khoáng lập tức nói. Đây là radio, con ở nhà bạn học nghe qua âm thanh này. Lại có thể mua radio, thứ này không phải rất đắt sao? Diệp Phong Tử làm sao mua nổi? nhất định là cha mẹ lưu lại cho hắn, thật là, vì cái gì ta không có có tiền như vậy cha mẹ. Không phải chỉ là cái radio thôi sao? Có gì mà khoe khoang chứ? Trong viện mọi người thảo luận không nhỏ, dịp dạ trong phòng cũng vừa vặn nghe được. Dứt khoát cửa phòng vừa mở ra, bưng một cái ghế, trực tiếp đem radio đặt ở cửa, âm lượng cũng điều chỉnh đến lớn nhất. Các ngươi không nghĩ ta đang khoe khoang sao? Vậy tôi sẽ khoe cho các anh xem. Trong viện mọi người nhìn thấy một màn như vậy, nhìn không được mắng. Cái này đáng chết dịp già dạ thật có tiền. Bên cạnh cổ trương thị cũng là chua sót nói ra. Còn không phải hắn chết đi cha mẹ cho hắn lưu lại đấy, bằng không liền hắn. Không đến vài năm cũng phải cho hắn bại hết. Lạch cạch. Dịp già dạ trực tiếp tắt radio, lạnh lùng nhìn cổ trương thị. Họa không bằng con cháu, mắng không nhắc tới cha mẹ mặc dù dịp dạ đối với cha mẹ này cũng không có quá nhiều cảm tình nhưng là kế thường nguyên thân thể vậy hắn liền không cho phép người khác nhục mạ nguyên thân cha mẹ nó giống như máy may nhà cô không phải dùng tiền của người chồng đã chết mua vậy không có chồng cô là cái thá gì ngươi là dịp điên ngươi nói ai đây ai không phải đồ vật cổ trương thì nóng nảy ngay tại chỗ ngày thường đều là nàng mắng chửi người vừa bị mắng liền chịu không nổi Ai nên nói chính là người đó, Nga, là ngươi ứng nha. Chúc mừng ngươi, đoán đúng, nói chính là ngươi. Diệp Dạ trực tiếp đứng lên, thân hình uy mạnh đối với Cổ Trương Thị hình thành cảm giác áp bách cực lớn. A, à, đồ điên! Mọi người mau đến xem. Tên điên bắt nạt lão thái bà. Mọi người mau tới phân xử. Cổ Trương Thị thấy nói không lại dịp Dạ, trực tiếp hắt lên. Bốp tiếng bạc tai trong trẻo vang lên. Mọi người khiếp sợ nhìn dịp dạ, vừa rồi một cái túi lớn kia thật đúng là một chút do dự cũng không có, cổ trương thị cả người trực tiếp bị quạt ngồi xuống đất. Ngươi nói ai là kẻ điên? Dừng tay, ngươi làm sao có thể đánh người? Tam đại gia nghe được động tĩnh từ trong phòng đi ra, vừa đi lên liền quát lớn dịp dạ. Còn quay đầu nhỏ giọng nói với vu lị bên cạnh. Cậu xem, tôi nói không sai chứ tên điên này lại nổi điên rồi. Chương 08 Dịp dạ tam đại tội danh, cầu hoa tươi bình. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trong giọng nói của tam đại gia mang theo phê phán, thái độ cũng hoàn toàn nghiêng về cổ trương thị, thậm chí cũng không hỏi rõ chuyện đã xảy ra, trực tiếp cho rằng tất cả đều là lỗi của dịp dạ. Vu Lị bên cạnh nghe được tam đại gia nói những lời này, trong lòng chợt sinh nghi hoặc, nàng không tin dịp dạ là người điên, vừa rồi hai người bọn họ còn giống như bạn bè cùng nhau đi dạo phố, thậm chí Diệp Dạ còn dùng ánh mắt đặc biệt của hắn chọn cho mình một bộ quần áo đẹp mắt. Thử hỏi một người như vậy, làm sao có thể là người điên chứ? Vu Lị vừa định mở miệng thay Diệp Dạ nói hai câu, nhưng Tam Đại Gia lại trực tiếp ngắt lời nàng. Giải phóng đã trở về, đúng lúc, Vu Lị, con và giải phóng về phòng tâm sự, chuyện bên này trong viện chúng ta sẽ giải quyết. Ngươi nói ai là kẻ điên? ngươi dựa vào cái gì quản ta chẳng lẽ ngươi là nhân tình của lão già chanh chua này phóc thử vu lị nhìn không được bật cười hiển nhiên diệp dạ cũng không cần cô nói giúp một mình là đủ rồi sắc mặt tam đại gia trong nháy mắt từ đỏ chuyển sang đen vu lị cũng nhanh chóng che miệng cười dịu dàng quay đầu đi vào trong phòng tam đại gia diệp dạ lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu trong viện này ba đại gia có một là một quan uy cũng không nhỏ thật cho rằng mình là đại gia giống nhau, dịp dạ cũng không quen. Ngươi chột dạ thừa nhận hay là không nói lời thừa nhận? Ta đã nói như thế nào đang yên đang lành có người đi ra giúp người đàn bà chanh chua này, quả nhiên là có quan hệ. Ngươi! Ngươi, vô lễ! Tam đại gia nơi nào gặp qua loại tràn diện này, đời sau oán người không hối dịp dạ để cho hắn trong lúc nhất thời không nói gì để đối phó. Ta muốn triệu tập toàn viện đại hội, phê phán ngươi dịp già dạ vẻ mặt khinh thường nguyên kịch chính là như vậy một chút chuyện nhỏ trọng gà trọng chó lông gà vỏ tỏi liền triệu tập đại hội toàn viện hắn một chút cảm giác cũng không có ai u mọi người mau tới cho ta phân xử nha tên điên đánh người rồi mau đem ta đây lão thái bà cho đánh chết cổ trương thì thấy tam đại gia không nói lời nào vội vàng lại kêu lên một trận giọng việc đực lại vang vọng ở đại viện chính tam đại gia nghe xong cũng nhìn không được bịt lỗ tai được rồi cổ đại tỷ buổi tối sẽ tổ chức đại hội toàn viện chị về nhà chờ tiếp tục náo loạn ngược lại sẽ không chiếm lý tam đại gia đi tới bên cạnh cổ trương thì khuyên nhủ cuối cùng nói nhất định không buông tha diệt dạ lão thái bà này mới bằng lòng về nhà trò khôi hài bên này xem như ấn nút tạm dừng cụ thể phát triển phải xem đại hội toàn viện buổi tối đương nhiên phỏng chừng cũng chính là đơn phương phê phán diệt dạ ba vị đại gia này luôn luôn giúp dư luận không giúp bên kia bác gái ba tìm diêm giải phóng trở về giờ phút này vừa vặn cùng vu lị ngồi ở trước bàn cơm nhỏ kéo đông kéo tay một ít việc nhà vu lị em uống nhiều nước một chút vừa mới nói không ít đều khác nước đi lúc bác gái ba bưng nước vỗ diêm giải phóng hai cái tiểu tử ngốc này chỉ biết tự mình nói cũng không chiếu cố cảm thụ của vu lị một chút mẹ mẹ chụp con làm gì diêm giải phóng cũng không biết ý này là gì trực tiếp vạch trần động tác nhỏ của ba bác gái. Cái đó, gì à, con còn có chút việc, không uống nước nữa, con đi trước đây. Lúc ở cửa hàng quốc doanh, diệp dạ đã nói với cô diêm giải phóng là người như thế nào. Lúc ấy vu lị còn cảm thấy không có gì, nghĩ vẫn phải tự mình đi tìm hiểu một chút mới đúng. Hôm nay ở chung ngắn mũi, vu lị xem như xác nhận, diệp dạ nói một chút cũng không quá, thậm chí còn có chút tô điểm cho diêm giải phóng nói không hài lòng nửa câu, vu lị chuồng đi không dông dài. Ba bác gái vội vàng muốn giữ lại, bất quá lị cũng sẽ không tiếp nhận, vội vàng liền đi ra đại viện, cùng trốn ôn thần giống nhau. Một lần nữa trở lại trong phòng, bác gái ba nhìn con trai lớn nhà mình, là vẻ mặt chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Đứa con ngốc này, lấy được vu lị thật sự là thấp hương. Hồ đồng trong sân thời gian tựa hồ so với những địa phương khác đều nhanh hơn, chỉ chốc lát sau, mặt trời cũng đã nghiêng về phía tây dần dần biến mất ở trong mắt mọi người một giây trước còn có bóng dáng đỏ rực một giây sau liền biến thành đêm tối trăng sáng sao thưa cơm chiều qua đi toàn viện đại hội dưới sự khuyến khích của tam đại gia chính thức tổ chức mọi người vây thành một cái vòng nhỏ chen chúc rất nhiều lại cho bên trong dành ra đầy đủ vị trí ba vị đại gia ngồi song song ở giữa là một đại gia dịch trung hải hai bên trái phải theo thứ tự là nhị đại gia Lưu Hải và tam đại gia Diêm Thế Quý. Ở phía trước ba vị đại gia, chính là một trong những nhân vật chính của sự kiện hôm nay, cổ trương thị bị bạc tai, về phần dịp dạ, hắn lại không nói muốn tham gia đại hội toàn viện, vẫn một mình ở trong phòng hưởng dụng mỹ thực. Tên dịp điên này vô duyên vô cớ cho ta một cái tác, đến bây giờ đầu óc ta đều hỗn loạn, ta cảm giác mạng ta có thể không còn lâu nữa. Cổ trương thì mắt thấy tất cả mọi người đã đến đông đủ, lập tức bắt đầu khóc lóc kể lễ. Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy diệt phong tử đánh cổ đại tỷ một cái. Tam đại gia lập tức phụ họa. Diệp dạ mặc dù là có chút điên, nhưng cũng chưa từng xuất hiện chuyện đã thương người, vả lại nghe một chút hắn nói như thế nào. Là một đại gia trong đại viện, sự án cũng sẽ không chỉ nghe lời một mặt. Diệp dạ đâu? Người khác đâu? không tới học sao? Mọi người nhìn chung quanh một tuần, lúc này mới phát hiện một trong những nhân vật chính của sự kiện lại căn bản không tới. cái này một đại gia mặt cũng có chút đen, toàn viện đại hội đều không tham gia, đây không phải là không cho mấy vị đại gia mặt mũi sao? chính húc, ngươi đi gõ cửa hắn một cái, gọi hắn tới tham gia đại hội toàn viện. nhất đại gia nói với cổ chính húc, được rồi, nhất đại gia đáp ứng một tiếng cổ chính hút lập tức chạy đến trước cửa phòng dịp dạ vỗ. Bang bang bang. Dịp dạ, nhất đại gia gọi ngươi tham gia đại hội toàn viện. Chụp cái gì mà chụp, ngươi có tin ta đánh chết ngươi hay không? Dịp dạ tức giận mắng một tiếng. Ngươi đánh ta làm gì? Là ba vị đại gia tổ chức đại hội toàn viện, nhất đại gia gọi ta tới gọi ngươi. Cổ chính hút vẻ mặt ủy khuất. Con chó của anh kêu cái gì? Cúc cúc còn đập cửa nữa, tôi sẽ giảm giá cho anh. Thấy bộ dáng hung hãn của Diệp Dạ, cổ chính hút cũng không dám kêu, vội vàng chạy về. Ba vị đại gia, cái kia Diệp Dạ một chút đạo lý cũng không nói, ta chính là đi kêu một chút hắn, hắn đã nói muốn đem ta đánh chết, hiển nhiên chính là cái người điên nha. Cổ chính hút thêm mắm dặm muối kể lại chuyện đã xảy ra, mặt ba vị đại gia đều đen lại. Lần này toàn viện đại hội nếu như không thể thuận lợi tổ chức, vậy mặt mũi của bọn họ có thể xem như đều mất hết về sau còn có mặt mũi gì làm trong viện đại gia hắn nếu không đến vậy chúng ta liền đến cửa nhà hắn đi hôm nay cái này toàn viện đại hội nhất định phải mở ba vị đại gia đánh nhịp mọi người liền hướng diệp dạ gia vọt tới cầm đầu tam đại gia không chút khách khí lại đập cửa diệp dạ ngươi đi ra kế tiếp ta đem đại biểu toàn viện các hương thân tuyên phán ngươi ba đại tội danh chương không tất cả đều là bạch nhãn lan cầu hoa tươi đánh giá. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tam đại gia trực tiếp đề cập đến ba tông tội, mọi người thật không ngờ, chuyện này còn chưa nói rõ ngọn nguồn sự tình, sao lại trực tiếp định tội. Đối với nghi hoặc của người bên ngoài, tam đại gia cũng không thèm để ý. Cái này ba đại tội danh là hắn vừa trở về liền bắt đầu nghĩ, mục đích chính là muốn một phen ấn chết dịp dạ, để cho hắn cút ra cái này đại viện đệ nhất tông tội, ngươi mục vô pháp kỹ, công khai đánh phụ nữ, coi là không cách nào. Đệ nhị tông tội, ngươi mục vô tôn trường, trước mặt mọi người nhục mạ đại gia, coi là vô kỹ cương. Đệ tam tông tội, ngươi mắt cao hơn đỉnh, cự tuyệt tham gia toàn viện đại hội, coi là vô đức. Không hổ là thợ dạy học, mọi người nghe được ba tội này tuyên án, mặc dù không biết từ đâu mà đến, nhưng nghe chính là bộ dáng rất có đạo lý. Bùng. Dịp dạ, ngươi có nhận tội hay không? Tam đại gia dùng sức vỗ cửa phòng một cái, đóng to một tiếng, tự hồ là muốn lấy thế áp người. Két két. Dịp già đẩy cửa ra, hắn thậm chí còn không nghe rõ tam đại gia nói thầm cái gì. Radio vừa tắt. Người nói cái gì? Một câu nói khiến tam đại gia suýt nữa tức đến chảy máu. Tự cho là tuyên án nghiêm nghị chính nghĩa, đối phương căn bản không nghe thấy, quả thực là tuyên án tịch mịch dịp dạ ngươi công khai đánh cổ trương thị ngươi có nhận hay không một đại gia tiếp lời trực tiếp đi lên liền chỉ hướng mâu thuẫn trung tâm đánh ngươi gọi một cái tác là đánh huống chi các ngươi rõ ràng chuyện đã xảy ra sao cổ trương thị vừa mới nói cái gì các ngươi biết không hoặc là ta nói cách khác nếu có người ngôn ngữ vũ nhục cha mẹ các ngươi các ngươi sẽ động thủ sao dịp dạ liên tiếp hỏi khiến mọi người ngay người tại chỗ khiếp sợ đồng thời cũng sinh ra nghi hoặc diệp dạ không phải người điên sao tại sao lo diệt trong lời nói lại rõ ràng như vậy các ngươi chẳng lẽ đã quên chuyện cha mẹ ta trước kia đã làm sao ta thấy các ngươi tất cả đều là bạch nhãn lan trong tiếng mắng của diệp dạ mọi người cũng không chỉ lâm vào trầm tư cùng hồi tưởng cha của diệp dạ là diệp chính viễn có thể nói là một vị phó giám đốc thanh liêm nhất của xưởng cán thép hồng tinh không chỉ chưa bao giờ bởi vì một ít việc nhỏ mà so đo với mọi người, thậm chí còn thường xuyên phát cho mọi người một ít đồ trong nhà máy, có đôi khi còn đem đồ mình lĩnh lấy ra chia cho mọi người. Mọi người bởi vì dịp chính viễn liêm khiết thanh minh, cũng thường thường tìm đến xử lý một ít mâu thuẫn, mỗi lần đều có thể thuận lợi giải quyết. Mẹ của dịp dạ cũng thiện lương như vậy. Hàng xóm láng giềng có thể giúp đỡ nàng đều tận tâm tận lực đi giúp lúc trước không thể thiếu tiếp tế cổ chính hút cùng cổ trương thì bọn họ cô nhi quả mẫu thật không khoa trương mà nói toàn bộ người trong đại viện đều nhận được ân huệ của diệp gia hắn đây cũng là chỗ diệp gia dạ dám không chút do dự tức giận mắng mọi người nguyên thân trước kia chịu ủy khuất diệp gia dạ phải tìm lại toàn bộ cho hắn mọi người trầm mặc hồi lâu cuối cùng vẫn là tam đại gia mở miệng trước chúng ta quả thật đã nhận qua cha mẹ ngươi rất nhiều trợ giúp nhưng là ngươi cũng không thể đánh người nha đánh người đây chính là phạm pháp đấy, ngươi không biết sao? Hừ. Đánh thì sao? Diệp dạ hừ lạnh một tiếng nói. Quả nhiên là một tên điên. Đánh người còn dám kiêu ngạo như vậy. Cổ chính hút không nhìn được lầm bầm. Ngươi nói ai là kẻ điên, ngươi xem ta không đánh chết ngươi. Diệp dạ nói xong liền tiến lên cho cổ chính hút hai bạc tay. Trẻ con đều biết đánh người là không đúng, ngươi đánh người xong còn kiêu ngạo, không phải là người điên sao cổ chính hút trực tiếp trốn sau lưng một đại gia sau khi cảm thấy an toàn liền trực tiếp mắng ta đánh chết ngươi dịp già dạ xông lên phía trước nhưng người trong đại viện dù sao cũng nhiều làm cho hắn không dễ thi triển không có cách nào tới bên cạnh cổ chính hút tên điên này đánh xong mẹ ta còn chưa đủ lại muốn đánh ta mọi người mau nhìn nha được rồi tất cả dừng lại nghe tôi nói một câu đại viện ầm ý dưới sự quát lớn của dịch trung hải nhất thời yên tĩnh không ít mặc dù cổ chính hút còn đang nhỏ giọng than thở nhưng thế cục xem như tạm thời khống chế được nguyên nhân sự tình trải qua ta đại khái là rõ ràng hiện tại mọi người nghe một chút ý nghĩ của ta nếu như không có ý kiến gì cứ dựa theo xử lý như vậy nhất đại gia thấy mọi người không có ý kiến gì liền tiếp tục nói sự tình nguyên nhân là cổ trương thị nhục mại dịp già cha mẹ sau đó dịp dạ trong cơn tức giận, liền tác cổ trương thị một cái tác, tiếp theo tam đại gia đi ra điều hòa, lại bị nổi giận dịp dạ cho mắng, cuối cùng chính là toàn viện đại hội, dịp dạ không muốn đi ra tham gia, là chuyện như vậy đi. Không thể không nói, nhất đại gia lý luận rất rõ ràng, mọi người nghe xong đều gật đầu. Nếu tất cả mọi người đều có sai, vậy cũng không có khả năng liền phạt dịp dạ một cái, cổ trương thị cần hướng dịp dạ xin lỗi. Dịp dạ cũng bồi thường chút tiền cho cổ trương thị coi như là cái tác kia bồi tội về phần tam đại gia bên này dù sao cũng là trong viện đại gia tự đại khí một chút không cùng tiểu hài tử so đo bất quá có một điểm phải nhấn mạnh một chút toàn viện đại hội về sau nhất định phải tham gia một đại gia đưa ra quyết định mà hắn cho là công chính nhất nhưng cổ trương thị lại có ý kiến ta dựa vào cái gì xin lỗi rõ ràng chính là hắn đánh ta hắn không chỉ có muốn bồi ta tiền thuốc men hơn nữa còn phải cùng ta xin lỗi bằng không thì không xong. Đúng đúng đúng, đánh mẹ ta còn muốn mẹ ta xin lỗi, đây là cái đạo lý gì? Diệp già dứt khoát liền không để ý tới hai mẹ con này, trực tiếp đối với một đại gia oán giận nói. Ta dựa vào cái gì nghe ngươi, ngươi lại tính là cái gì đồ vật? Nhất đại gia sửng sốt một chút, tức giận giá trị nhất thời tăng vọt, quát. Chỉ bằng ta là trong viện nhất đại gia. Liên quan gì đến tôi? Diệp già tỏ thái độ không sao cả, đại gia trong viện không dậy nổi à. Một đại gia người choáng váng còn có thể như vậy lần. Đang muốn tiếp tục cùng dịp dạ lý luận, nhưng dịp dạ đã mất đi kiên nhẫn, lão tử nhưng là người điên, giảng đạo lý tính là chuyện gì xảy ra. Vì thế ở trước mắt bao người, dịp dạ trực tiếp đi tới trước mặt một đại gia, ngay sau đó, ba, một tiếng. Mọi người nhìn thấy một đại gia ngã trên mặt đất. Người đây là muốn tạo phản nha nhất đại gia tức giận mắng. Bốp. Tiếp theo là một cái túi lớn. Dịp dạ, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Nhị đại gia cũng tức giận nói. Bốp. Nhị đại gia người choáng ván. Mọi người cũng đều nhìn đến choáng ván. Mấy cái này đại bức đâu đem tam đại gia dọa quá sức, hắn cảm giác kế tiếp giống như chính là mình. Không có thiên lý, đánh người còn kiêu ngạo như vậy, rõ ràng đem trong viện đại gia cũng đánh, mọi người mau bình luận phân xử nha. Diệp già quay đầu giận dữ trừng cổ trương thị, làm cho người đàn bà chanh chua này sợ tới mức trong nháy mắt mang theo tiếng khóc. Muốn giết người, ta muốn đi tìm ủy ban nhân dân, Diệp Phong tử muốn giết người. Cổ trương thị khóc trống muốn chạy ra khỏi đại viện, tình cảnh trong nháy mắt hỗn loạn. Chương 10 Xin lỗi hữu dụng Nhất thiết phải vả miệng một trăm bạn đang nghe tại truyện chấm audio giờ phút này trong đại viện cổ trương thì khóc thét chói tai hai vị đại gia che mặt đứng lên nói nhỏ mọi người ồn ào nghị luận có thể nói là hỗn loạn phi phàm nghe được cổ trương thì ồn ào muốn đi tìm ủy ban nhân dân dịp dạ ngược lại không sợ chút nào trước không nói sự tình hắn vốn là chiếm lý huống hồ ở trong mắt mọi người hắn chính là một người điên người điên đánh người điều này rất kỳ quái sao mặc kệ cùng ai trực tiếp nghị luận dàn co, cơ quan nào tới phán xét, dịp dạ cũng không sợ chút nào. Thế nhưng nhất đại gia liền bình tĩnh không nổi, đây nếu là chuyện trong viện truyền tới ủy ban nhân dân nơi đó, hắn nhất đại gia này còn muốn làm hay không? Có thể làm hay không? Không thể tìm ủy ban nhân dân. Một đại gia quát to một tiếng, mọi người nhất thời an tĩnh lại. Cổ trương thị cũng là bị gọi đến sửng sốt, cũng là ngừng khóc kể lễ thanh âm hôm nay nhất định phải tìm ủy ban nhân dân xét xử giả dạ chính hút ở một bên kích động thật vất vả mới nắm được cơ hội cả diệt dạ cũng không thể cứ như vậy buông tha một đại gia mặt tối sầm chính mình đại gia này thật sự là có chút không làm nổi nữa ai cũng dám phản bác hắn một câu chuyện trong viện chúng ta liền ở trong viện giải quyết cần gì phải nháo đến ủy ban nhân dân đâu này đây không phải để ủy ban nhân dân cảm thấy đại viện chúng ta một chút cũng không đoàn kết sao trừ phi Diệp Phong tử cho mẹ ta nhận lỗi, còn muốn bồi thường tiền thuốc men, 50 vạn, nếu không chúng ta liền để cho Ủy ban Nhân dân đến bình xét xử lý. Cổ chính hút hiện tại thật sự có chút cầm lông gà làm lệnh tiễn cảm giác, từng ngụm từng điều kiện, cũng không sợ đem chính mình cho nghẹn. Ngươi nói ai là kẻ điên? Ta đánh chết ngươi. Diệp dạ trong lòng cười lạnh một tiếng, trực tiếp tiến lên muốn đánh cho cổ chính hút một trận, cũng may tiểu tử này chạy nhanh mọi người mau nhìn, diệp phong tử lại muốn hành hung rồi. nhất đại gia tráng ba cái hắc tuyến, các ngươi rốt cuộc còn có thể dừng tay hay không? ngay khi tình cảnh lại rơi vào hỗn loạn, các ngôn ngữ địa phương xung xao, một bóng dáng mọi người không chú ý tiến vào giữa đám người. ai u? một tiếng kêu thảm thiết suy yếu, một thân ảnh ngã trên mặt đất, mọi người tập trung nhìn lại, lại là vị lão thái thái điếc tầm thường ở hậu viện kia. ba vị đại gia một trận bất đắc dĩ như thế nào vị này cũng tham gia vào, sự tình sẽ không phát triển theo hướng cực đoan hơn chứ. Được rồi, mọi người mau đừng ầm ĩ, không thấy lão thái thái đều ngã sao. Mau đỡ một chút. Dịp dạ nhìn lão thái thái điếc, động tác giả ngã của lão thái thái này rất rõ ràng. Ai u uy, lão cốt cốt này của ta, các ngươi còn ầm ĩ nữa, ta không thể không trả rời, không bằng cứ như vậy quên đi được không? Coi như cho ta một cái mặt mũi lão thái thái điếc thì ra lão thái thái này không phải tới làm chuyện, mà là muốn bình ổn hết thảy, một đại gia nghe xong tự nhiên là lập tức phụ họa. Lão thái thái biết nói không sai, tất cả mọi người là người trong đại viện, hàng xóm láng giềng ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, một chút mâu thuẫn nhỏ mà thôi, mọi người thông cảm cho nhau một chút. Người nói xem, cổ trương thị. Một đại gia mượn lời lão thái thái biết trực tiếp gọi tên cổ trương thị. Cổ chính hút kéo quần áo của cổ trương thị, nhẹ giọng nói mẹ nếu không thì quên đi tiếp tục ầm ĩ cũng không có kết quả không thể cứ như vậy quên đi lát nữa trở về ngươi cho nương viết đơn kiện ta thế nào cũng phải đi ủy ban nhân dân kiện diệp dạ này một chút không được cổ trương thì biết tiếp tục náo loạn chỉ có thể tạo phản hiệu quả nhưng nàng cũng không chuẩn bị tha cho diệp dạ ngươi là cái thá gì cho ngươi mặt mũi dựa vào cái gì diệp dạ cũng không phải là những người khác trong đại viện hắn hiểu rõ nội dung vở kịch biết rõ lão thái thái điếc này là người như thế nào bề ngoài nhìn rất công đạo nhưng nói trắng ra cũng là một người thiên vị giống như một đại gia ở rất nhiều chuyện sẽ nghiêng về ngốc trụ đối với người như vậy diệp dạ một chút hảo cảm cũng không có bất quá là một tên cậy già lên mặt mà thôi khụ khụ lão thái thái này quả nhiên cũng không có tác dụng gì thôi mà mặc kệ lão thái thái biết sau khi bị dịp dạ oán hận trực tiếp quay đầu liền hướng nhà mình đi đến nhìn là không chuẩn bị tiếp tục tham gia chuyện này một đại gia vẻ mặt bất đắc dĩ đây là làm sao vậy ngươi một người đánh người còn không chịu cho xong việc cần phải chỉnh đến ủy ban nhân dân mới vui vẻ sao vậy ngươi nói phải làm thế nào mới được nhất đại gia bất đắc dĩ nhìn dịp dạ hỏi dịp dạ vẻ mặt nghiêm túc nói cổ trương thị nhục mà cha mẹ ta phải vã miệng một trăm cái ta không có mắng ngươi nói xấu người cái này cổ trương thị cũng không dám thừa nhận thật vã miệng một trăm cái vậy nàng mệnh còn muốn hay không ngươi không mắng vậy ngươi hỏi mọi người ở đây xem rốt cuộc có nghe thấy ngươi mắng hay không các ngươi nhưng đều là nhận qua ba mẹ ta ân huệ ta không cần các ngươi báo đáp cái gì nhưng là nếu như ngay cả loại lời này đều muốn nói dối vậy thật liền cùng bạch nhãn lan không có gì khác biệt Diệp Dạ lạnh lùng nói, lập tức quét mắt nhìn mọi người một vòng. Nghe được Diệp Dạ lại một lần nữa dọn ra cha mẹ, mọi người nhất thời trầm mặt, tiếng mắng chửi của Cổ Trương thị lại không nhỏ, nói một câu không dễ nghe, lần này là nghe được, lén lúc không nghe được lời mắng chửi, cũng là một sọc cũng chứa không nổi. Ta không có mắng. Các ngươi nói gì đi. Cổ Trương thị có chút lúng cuống. Diệp Dạ một người nói như thế nào nàng cũng có thể không nhận. Nhưng là nếu như tất cả mọi người ngầm thừa nhận, vậy nạn hôm nay là thế nào cũng trốn không thoát. Cổ chính hút trực tiếp bị tình cảnh này dọa sợ, vội vàng trốn vào trong đám người, sợ dịp dạ lấy hắn khai đao trước. Ai chuyện này đúng là cổ trương thì không đúng trước, nếu tất cả mọi người nghe được cổ trương thì mắng chửi người, vậy chắc hẳn cũng không giả. Trong lúc mọi người trầm mặt, nhị đại gia trong tóc mái đứng ra. Đầu tiên là xác định chuyện cổ trương thì mắng chửi người trước lập tức lại nói. Mắng chửi người khẳng định là không đúng, cổ trương thị liền xin lỗi cha mẹ dịp dạ, lúc bọn họ còn sống thật đúng là vì hàng xóm láng giềng làm rất nhiều chuyện tốt. Cổ trương thị sắc mặt xanh mét, nháo đến cuối cùng, chính mình chẳng những bị đánh, bây giờ còn phải nhận lỗi. Chuyện này nàng không chấp nhận được. Bất quá đồng dạng, dịp dạ cũng không chuẩn bị tiếp nhận. Hôm nay ai tới ta đều là một câu nói, phải vả miệng một trăm cái. Diệp dạ vừa dứt lời, cổ trương thị bên này lại bắt đầu náo loạn, thương lượng tới thương lượng lui, cuối cùng đại viện cũng chỉ được yên tĩnh trong chốc lát. Còn tiếp tục náo loạn như vậy, thật sự đem sự tình đâm đến ủy ban nhân dân. Hai người các ngươi nghĩ biện pháp đi. Một đại gia bất đắc dĩ nói, hai vị đại gia còn lại cũng là lần đầu gặp phải loại chuyện này. Tam đại gia, ngươi tới giải quyết, toàn viện đại hội là ngươi đề nghị tổ chức. Nhị đại gia trực tiếp quan nồi cái gì liền ta đề nghị triệu tập vậy các ngươi không phải cũng là đồng ý sao ta mặc kệ đây là chuyện của mọi người ba vị đại gia trực tiếp cũng lâm vào tranh chấp trong đại viện hỗn loạn không giảm chút nào